Kiểm tra bắn tập đạn thật cho chiến sĩ mới là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình huấn luyện. Điều này không chỉ giúp các chiến sĩ trẻ làm quen với tiếng nổ, mà còn giúp bộ đội rèn luyện bản lĩnh, nâng cao kỹ năng thao tác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật. Ghi nhận tại buổi kiểm tra bắn tập đạn thật súng tiểu liên AK cho chiến sĩ mới ở tiểu đoàn 563, vùng 5 Hải quân. Sau hơn một tháng nhập ngũ, được đơn vị huấn luyện các nội dung cơ bản, những chiến sĩ trẻ này đã bước vào buổi tập bắn đạn thật đầu tiên trong khóa huấn luyện chiến sĩ mới. Khác hẳn với những ngày đầu trên thao trường, tư thế, động tác và tâm lý của bộ đội giờ đây đã có những thay đổi rõ nét. Buổi thực hành bắn đạn thật hôm nay có lẽ sẽ là một kỷ niệm không bao giờ quên đối với tôi, vì đây là lần đầu tiên tôi được bắn đạn thật. Trước khi lên bắn đạn thật, tôi cảm thấy hơi tâm lý, và sau khi thực hành bắn đạn thật, tôi cảm thấy rất là tự tin. Mặc dù thời gian nhập ngũ chưa lâu, nhưng có thể thấy chiến sĩ mới đã tiếp thu, vận dụng tốt các kiến thức, kỹ năng được huấn luyện vào quá trình thực hành bắn đạn thật. Điều này đã được bộ đội thể hiện qua các thao tác thuần thục khi sử dụng vũ khí và đạt được những điểm số bắn giỏi. Hôm nay tôi rất là vui khi đạt được thành tích bắn giỏi trong đợt bắn tập đạn thật lần đầu tiên, và tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ kiểm tra cuối khóa huấn luyện chiến sĩ mới. Lần bắn tập này giúp cho chỉ huy tiểu đoàn đánh giá được trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ huấn luyện. Và qua lần bắn tập này cũng là dịp để cho chiến sĩ mới làm quen với tiếng nổ, bình tĩnh tự tin hơn cho các bài bắn tiếp theo. Kết quả bài bắn tập năm nay so với các năm trước cao hơn rất là nhiều. Đặc biệt có nhiều đồng chí bắn giỏi, đạt điểm tuyệt đối 3/10. Buổi kiểm tra bắn đạn thật đầu tiên của các chiến sĩ mới đã để lại nhiều cảm xúc. Bên cạnh các chiến sĩ bắn giỏi, cũng có những người chưa đạt mục tiêu đề ra. Thế nhưng, họ đều có một điểm chung, đó là đã tích lũy được thêm kinh nghiệm, vững vàng và tự tin hơn để tiến tới các lần bắn tiếp theo.